Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury. Chúng ta cùng gặp lại nhau trong chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với mẫu đồng hồ Patek Philippe Complications 5205G, một màu xanh tươi mới. Không biết là cỗ máy thời gian này thì có gì thú vị? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Ở thời điểm hiện tại, đồng hồ có mặt số xanh chính là xu hướng. Các thương hiệu đồng hồ cao cấp liên tiếp tung ra những mẫu đồng hồ có mặt số xanh mới lạ. Để nổi bật giữa rừng đồng hồ mặt xanh từ vô số các thương hiệu như là Rolex, Vacheron Constantin, IWC hay là Omega, các thương hiệu buộc phải đem tới điều gì đó thực sự đặc biệt. Và đó cũng chính là những gì mà Patek Philippe đã tiến hành với cỗ máy mang mã hiệu 5205 được giới thiệu lần đầu năm 2010. Đây không phải là model mới lạ gì trong mắt người hâm mộ đồng hồ cao cấp Thụy Sĩ. Tuy nhiên thì mặt số đồng hồ màu xanh chuyển sắc trên Patek Philippe Complications dường như đã hoàn hảo tái định nghĩa về model này trong mắt cá nhân người hâm mộ, hoặc ít nhất là có tôi. Có một vấn đề với cỗ máy Patek Philippe 5205G013 này là thực khó khăn để căn đúng góc chụp để có thể ghi lại đúng khoảnh khắc mặt số tỏa sáng. Rõ ràng là dưới ống kính máy ảnh thì dù đã cố gắng hết sức nhưng mà vẻ đẹp cũng chỉ đạt 80% so với khi được nhìn bởi mắt thường. Phiên bản Patek Philippe 5205 đầu tiên được giới thiệu vào năm 2010 và theo thời gian, cỗ máy này là một thiết kế biểu tượng của hãng. Bắt đầu từ năm 2013, nhà sản xuất bắt đầu mở rộng dòng đồng hồ này với những phiên bản có trong chất liệu vàng hồng trên nền tảng tương tự hai model bằng vàng trắng trước đó. Tiếp đến năm 2018, model mang mã 5205G013 mặt số xanh đã được tung ra. Phiên bản mới nhất của REF 5205 sở hữu bộ vỏ vàng trắng cùng mặt số màu xanh thẫm, có khả năng chuyển sắc và rất được yêu thích hiện nay. Bàn về sự yêu thích của người hâm mộ so với mặt số màu trắng xám, đồng hồ Patek Philippe REF 5205G mặt số xanh được đánh giá cao, biểu hiện ở việc là giá bán cỗ máy này khi mà chúng tôi tìm kiếm trên trang bán đồng hồ uy tín Chrono 24, phần lớn thì nhỉnh hơn các phiên bản mặt số xám cùng chất liệu hay là mặt số đen vỏ vàng hồng chẳng hạn. Thuộc bộ sưu tập Complications, REF 5205 hiện là một trong 3 mẫu đồng hồ chỉ có lịch thường niên mà Patek Philippe cung cấp trong danh mục sản phẩm, song hành với 5396 và 5146. Cả 3 model lịch thường niên đều có vòng tròn tính lịch tuần trăng nằm tại góc 6 giờ, nhưng mà chỉ mình mẫu 5205 này lại sở hữu bộ hiển thị lịch thường niên khác biệt hai model còn lại. Rõ ràng là bộ hiển thị thứ ngày tháng của mẫu 5205 đã từng xuất hiện trên dòng đồng hồ lịch thường niên kết hợp với tính năng chronograph như là REF 5905 hay 5960, 5961. Theo đánh giá cá nhân thì nếu những bộ hiển thị lịch thường niên sử dụng mặt số phụ sẽ mang màu sắc truyền thống ở trên 5396 và 5146 thì hiển thị lịch sử dụng ô cửa sổ như trên chiếc 5205 lại hiện đại, thông minh và khiến mặt số trở nên thông thoáng hơn hết. Bộ hiển thị này kết hợp với nền mặt số xanh chuyển sắc khiến cho Patek Philippe Complications REF 5205 là sự lựa chọn của những người trẻ trung hiện đại. Khi được hỏi nhiều người ở mọi lứa tuổi, có vẻ thanh niên trẻ tuổi sẽ yêu thích và lựa chọn đồng hồ của Hublot nhiều hơn bởi kiểu dáng bộ vỏ mạnh mẽ trẻ trung. Trong khi đó thì Patek Philippe lại được đón nhận bởi những ai cứng tuổi hơn. Bàn về thiết kế thì cỗ máy thời gian này hoàn toàn có thể tiếp cận tới khách hàng có độ tuổi trẻ hơn, nhưng có lẽ giá thì vẫn khiến phần lớn trong đó phải e dè. Quay trở lại với cỗ máy 5205 hiện tại, bộ vỏ vàng trắng 40mm đã được đánh bóng mượt mà, kéo từ cạnh bên cho tới phần vành bezel cùng càng nối dây. Thiết kế này có càng nối dây dáng cong để ôm vào cổ tay. Thậm chí phần dưới đuôi càng còn được khoét eo để khiến chiếc đồng hồ không bị nhàm chán nếu như được nhìn từ góc nghiêng. Không chỉ đánh bóng phần cạnh, bên trong lỗ khoét eo cũng được đánh bóng. Và với Patek Philippe, từng công đoạn hoàn thiện này đều thực hiện thủ công tỉ mỉ. Điều này khiến cho những tạo tác từ nhà sản xuất luôn có giá bán cao có tiếng trong ngành công nghiệp đồng hồ. Bên trong bộ vỏ vàng trắng không gì khác là sự có mặt của mặt số và bộ máy vận hành bên dưới. Cả hai đều được nhìn rõ thông qua lớp kính sapphire có khả năng chống lóa. Mặt số màu xanh trở nên hấp dẫn nhờ khả năng chuyển sắc từ từ và tự nhiên. Tại trung tâm, màu xanh sẽ sáng hơn và ngoài rìa thẫm dần, chuyển hẳn sang màu đen ở từng góc nhìn. Những chi tiết như cọc chỉ giờ, bộ kim đều làm từ vàng trắng và đánh bóng. Bộ kim trung tâm đã được phủ chất phát quang màu trắng, dĩ nhiên là không phá vỡ thẩm mỹ của cả mẫu đồng hồ. Các ô cửa sổ báo lịch thường niên lần lượt là báo thứ góc 10 giờ, báo ngày góc 12 giờ và báo tháng góc 2 giờ. Lồng ghép tại bộ hiển thị lịch tuần trăng là vòng tròn bên ngoài có kim màu trắng báo giờ trong kimono 24 giờ, phân biệt giờ sáng tối hữu ích
Theo truyền thống, hãng sắp đặt những nút bấm chìm đặt trong vỏ khung đồng hồ và cần công cụ riêng mới tinh chỉnh được các tính năng này. Một chi tiết không thể bỏ qua trên mọi mẫu đồng hồ của Patek Philippe đó là bộ máy. Bộ máy nằm trong cỗ máy Patek Philippe Complications ngày hôm nay là bộ máy tự lên cót caliber 324S QALU 24h/206, gồm có 356 chi tiết. Những sáng chế được sử dụng trong bộ máy này là dây tóc Spiromax và bánh xe cân bằng Gyromax. Roto bằng vàng hút mắt người đeo bởi hệ thống vân sọc và logo Calatrava chạm rõ nét bên trên. Được hoàn thiện theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt, bộ máy đã được đảm bảo bởi chuẩn Patek Philippe Seal, độc quyền của thương hiệu. Dù vậy thì khả năng dự trữ năng lượng 45 giờ đồng hồ của chiếc Patek Philippe này cũng chưa làm tôi thỏa mãn lắm, dù đây là mức dự trữ truyền thống trên các bộ máy mà hãng cung cấp. Vậy còn phía các khán giả của Gia Bảo Luxury thì sao? Các anh em nghĩ gì về cỗ máy thời gian nhà Patek Philippe này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới và đừng quên theo dõi những số tiếp theo của chuyên mục review đồng hồ trên kênh Gia Bảo Luxury. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.